Đây những chiếc bánh xèo vừa mới ra khỏi chảo nó khuôn là vàng, nhìn rất là đẹp. Một cái gì là bao nhiêu tiền chị Hồng ạ? À? 4.000 một cái bánh đây các bạn, rất là thiệt. À, xin chào các bạn, hôm nay mình cũng ở ngay chỗ khu vực chợ Tháp hay gọi chợ Hô Lư ở thành phố Quy Nhơn, cũng là một trong những cung đường ẩm thực ở thành phố Quy Nhơn này. Ở nơi khu vực này bán rất là nhiều món ăn uống. Mình đứng ngay chỗ vị trí đây mà xung quanh mình bán kính ở đây là khoảng 50 mét là tất cả đều bán đồ ăn, tất cả ăn vặt. Và hôm nay mình đến đây để thưởng thức đó là cái món cháo bò, một cái món ăn rất là độc lạ, cũng gọi là mình đã review rất tất cả phân phở của tất cả phở Bắc, phở Nam và bún cá, bún riêu. Nhưng hôm nay thì món phở bò, món cháo bò cũng là trong những món đặc biệt nhất ở thành phố Quy Nhơn này, ngay chỗ kêu bằng chợ Hô Lư, chợ Hô Lư, chợ Tháp, chợ Hô Lư. Mình đi vào cái quán cháo bò mình khám phá cùng các bạn ha. Đứng cái vị trí mình vừa giới thiệu các bạn đó thì tất cả khu vực này ở kia, ở ngay xa ngay cái bóng kia bán đồ ăn vặt nè. Khu vực này cũng bán hình như là bán bánh canh bún gì đó. Thì bên này cũng có cái cô chỉ bán bánh bánh xèo nè, bánh xèo, bánh căn, nhìn rất là hấp dẫn. Đây bánh xèo bánh căn các bạn à. Nhìn cái bánh xèo ở đây, bánh đặc biệt là bánh xèo ở Quy Nhơn này họ làm cái cách của họ là chiên rất là giòn. Đặc biệt hơn tất cả những cái nơi khác, ví dụ như Ninh Hòa mình thì chiên bánh xèo thì nó không có giòn, thì ở đây thì chỉ có viên bánh xèo rất là giòn. Thì bánh xèo các bạn thì bánh xèo rất giòn ngon ghê, quá tuyệt vời vậy. Bánh xèo giòn ngon ghê. Đây, bánh xèo này có bánh xèo trứng. Đây là bánh bánh khọt, bánh khọt thôi. Bánh xèo, dạ. Bánh xèo này cô bán bao nhiêu một cái nè cô ơi? 4.000. Dạ. 4.000 một cái bánh xèo dồn rụm như cái này các bạn à, rất tuyệt vời. Thì bạn nào có việc du lịch Quy Nhơn thì ghé ngay chỗ chợ Tháp, chợ Hô Lư này để mà thưởng thức cái bánh xèo. Cô tên cô gì hả? Chị tên gì chị ạ? Dạ. Chị Hồng. Cô Hồng. Đây là gọi là cô Hồng được ở ngay chợ Hô Lư này. Đây các bạn. Cô Tiêu à? Cô Tiêu các bạn à. Thì khách giả cô Tiêu. Các bạn thấy cái bánh cuốn cô Tiêu, quán bánh khọt bánh xèo cô Tiêu. Ở đây khách hàng cũng đến rất là đông. Cái này mình bán cái ngày luôn hay sao cô Tiêu ạ? Dạ bán buổi chiều không ăn. Buổi chiều có mấy giờ có chị? 1 giờ. 1 giờ là có các bạn ha. Các bạn thấy rất là ngon, nhìn cái bánh rất là thơm. Đầu với anh về 20 ngàn anh bao. Dạ, 20 ngàn, 4 ngàn một cái, ăn 20 ngàn rồi, vô tư rồi. Đây các bạn tay chị sắc râu kìa, rất là đẹp. Đây có sắc rổ râu đẹp, quá đẹp. Sắc giống như là gọi là kỹ thuật cao giống như Ấn Độ luôn á. Ấn Độ sắc không cần thớt, lấy tay mình sắc không à. Việt Nam mình thì sắc thớt, thớt cao thủ mới sắc bằng tay luôn. Còn Ấn Độ là tuyệt đối sắc bằng tay, không phải bằng thớt. Mình nói không biết đúng hay không, chắc không đúng thôi. Mình thấy ẩm thực Ấn Độ là họ sắc bằng tay không. Đây có bánh xèo đây, các bạn nhìn thấy thơm. Ai cuốn bị. Quá tuyệt vời. Một bánh xèo 4.000 nè các bạn, quá đẹp. Chị bánh xèo mà nó giòn lắm luôn đó, rất là thu hút cái vị giác khi mình nhìn thấy cái bánh xèo và bánh ngọt ở quán của chị Tiêu này, ở nằm ở Hô Lư, chợ Hô Lư. Thì tiếp theo bên này là quán ốc, thì tiếp theo bên đây là quán ốc nè. Đó bánh xèo ở đây bánh ốc. Dạ chào cô ạ. À, con đi giới thiệu ẩm thực thành phố Quy Nhơn, con từ thành phố khác con về đây. Quay ra chim rồi đấy. Dạ. Đang lên YouTube, lên TV vậy mà. Dạ. Đây bánh ốc đây các bạn à. Tiếp theo là ngay chợ Hô Lư này là có bánh ốc đi tiếp.
Ốc này là cô bán bán em 10 ngàn nữa là đổ 50. Một bị là một bị gì là 10 ngàn á chị hả? 20 ke. À bị 20 ke cũng rất tuyệt vời ha. 20 ke. Ốc bị luôn ấy 20 ke luôn luôn ấy. 10 ngàn sao bán. Đúng rồi, một bị 20 ke các bạn ha. Thì bên đây cũng bán bánh bánh xèo này, bánh xèo giỏ. Cho giữ về ép bánh cách nè. Thôi đi. Đó đó mình bị nó lắm. Tiền vậy con. Bên này là bán ốc ốc bu các bạn à. Bán ốc tiếp theo là một cái món ăn đặc sản ở Quy Nhơn nữa. Đó là bánh xèo giỏ, mà bánh xèo giỏ này có chấm mắm nêm các bạn ha. Đây bánh xèo giỏ đây. Đặc biệt bánh xèo giỏ này là trên mình làm rất là mỏng. Rất tuyệt vời. Đây, cái quy trình làm bánh xèo giỏ các bạn. Rất tuyệt. Đây là chủ quán họ đang rất là mỏng, bánh xèo nó mỏng gì nè. Mỏng là càng mỏng. Dạ. Thơm cơ các bạn à. Bánh xèo giỏ này nó đặc trưng mùi thơm của bột. Và đặc trưng của bánh xèo giỏ này là để làm hương vị ngon nhất đó là chấm mắm nêm các bạn nha. Đây là hũ mắm nêm trong bánh xèo giỏ nè. Các bạn có nghe hồi giờ có thưởng thức được cái món bánh xèo giỏ chấm mắm nêm chưa? Thì một số nơi thì họ vẫn có ngạc nhiên về điều này. Nhưng đây là một điều đặc biệt của ẩm thực thành phố Quy Nhơn. Và bánh xèo giỏ chấm mắm nêm cũng là một trong những cái ẩm thực mà cũng có tiếng ở thành phố Quy Nhơn này. Thì mình đã đến vị trí quán thứ hai rồi đó. Một cái quán bên kia thì cũng có bán nhiều món nữa. Thì phía bên đây cũng bán bánh cháo rồi đó. Nói chung là rất nhiều. Cái con đường này bán rất là nhiều nhiều món ăn ngon. Ở ngay chỗ Hồ Lư này. Thì bây giờ mình sẽ vào thưởng thức cái món cháo bò. Ở đây cô cũng bán bánh xèo nữa nè. Bánh xèo cũng bánh xèo rất là giòn. Bánh xèo đặc biệt. Dạ, yeah, bánh xèo đặc biệt. Yeah. Các bạn nhìn thấy đã có ở đây bánh xèo thì rất là đặc biệt các bạn, chiên rất là giòn. Mình đến hai quán là bánh xèo chiên rất là giòn luôn các bạn. Cưa cái chuối đây, cưa đây. Bánh xèo chợ Tát Kho Lư. Dạ. Đây là chị chủ quán nè. Dạ. Dạ, chị chủ quán nha. Đây quán bánh xèo này tên bán bánh xèo gì ở chợ Kho Lư đây chị? Dạ chị tên Hồng ha. Thì ở thành phố Quy Nhơn này mình chắc chắn là ai cũng biết cái chợ bán nhiều đồ vật ở chợ Tháp Kho Lư này. Còn chợ Tháp Kho Lư là chợ Kho Lư rất là hấp dẫn các bạn. Những cái bánh xèo rất là thơm và giòn. Đây các bạn thấy bánh xèo nó giòn ghê không? Cầm cầm lại cho cô Liễu cầm cháo trang gạo. Quá đẻ luôn. Thậm chí là mình ngồi đứng đây mình làm video đây nhưng mà nghe cái tiếng xèo của bánh xèo rất là hấp dẫn. Ở đây là chiếc bánh xèo rất là giòn các bạn ạ. Thì mình cũng nói giới thiệu các bạn biết là mình quyết tâm ra Quy Nhơn để làm thương hiệu ẩm thực Quy Nhơn. Thì Quy Nhơn rất là nhiều món ăn ngon và rất hấp dẫn và đặc biệt rằng là rất là rẻ nữa, cũng rất là rẻ và túi tiền.
Thì những chiếc bánh xèo vừa mới ra khỏi chảo đã khuôn lạc vàng rồi, rất là đẹp. Một cái gì là bao nhiêu tiền nè chị Hồng ạ? 4.000 một cái bánh đây rồi, rất là đẹp. Mình ở đây mình thấy hình như là thịt bò hay sao á? Thịt bò chị hả? Wow. Bánh tôm, bánh bò, 4.000 một cái bánh xèo thịt bò các bạn ạ. Rất là tuyệt vời. Bao nhiêu năm rồi anh hả? Dạ, bán từ 15 năm. 15 năm hả? Ừ. Dạ. Quán đây quán lâu. Quán lâu đời hả? Lâu lắm. Dạ. Bánh xèo đây phải đạt yêu cầu. Dạ. Ừ. Mình bán mấy giờ mình bán đâu anh? 2:30. 2:30 các bạn, 2:30. Đây là 14:20 cũng được ha. Nói 14:20. dùng đó hay hơn. Đây là nước mắm các bạn ạ. Bánh xèo là nó được ngon hơn vị không chính là nhờ nước mắm. Chính là nước mắm đi. Mắm đi. Đây là mắm đậu phộng à. Mắm đậu phộng anh ha. Đúng rồi, mắm đậu phộng á, mắm đậu phộng. Đây là nước mắm đậu phộng nữa các bạn ạ. Thì mình cũng xin sơ qua biết của mình thấy mình đó được rồi, chính là nước mắm đậu phộng. Cái mắm đậu phộng này nó tuyệt vời. Ở đây là bình dân. Dạ. Thì ở đây là tất cả bán em thấy nó bình dân, cái quán bán bình dân hết vậy anh ha. Dạ. Quán ở đây là quán bình dân thôi. Dạ. Thì cũng như ông chủ quán đây cũng chia sẻ rằng là tất cả những cái món này ở quán, tất cả món ăn ở đây đều bình dân, cả cả bánh canh hay là canh cá hay là tất cả các món cháo hay là ốc gì bình dân. Mình cầm 200.000 ở đây một người là ăn thoải mái luôn, ăn tất cả các món một ngày luôn. Và nên là có thể thưởng thức tất cả các món một ngày. Đây cũng hai vị khách đứng lên chờ. Thì mình đi tiếp ở bên khu vực bên kia là khu chợ gì ha. Đây, tất cả các món ở đây mình thấy đều rất là thơm. Chụp hình nhận tiền hả? Dạ không, con làm truyền thông bên ẩm thực. Đây là bán bún cá các bạn ha. Có hơi bún cá đâu. Bánh canh cá, bánh canh cá. Bánh canh, bánh canh chả cá nè. Canh cá nè, bạn nhìn đây rất đẹp. Chả cá mình thì chất lượng đầy sắc chả cá. Đây mình bán có mấy giờ bán chị ạ? Dạ 12 giờ. 12 giờ bán rồi hả? Quán này tên chị, quán tên gì? Chị quán hả? Quán của cô Ly ha, chị Ly ha. Thấy chả cá ngon kìa. Bánh canh chả cá cô Ly. Em thấy có trứng nữa ha chị hả? Trứng bánh cuốn nè. Thì bánh canh ở đây họ thường bán kèm bánh cuốn. Bánh bèo, bánh giạc nè. Dạ. Thì chị cũng giới thiệu là có bánh bèo bánh giạc thôi các bạn ha. Nhưng mà hết rồi. Dạ. Bên kia là một đĩa chả lụa cũng chị quán cầm ra, các bạn thấy thơm quá không? Thì tiếp theo bên này là một cái YouTuber con. Lên YouTube. Mẹ con là rồi, tiếp theo bên này là cái món ăn vặt nướng, là các bạn bên này có món ăn vặt nướng nè. Đấy là có nem nè, này nem nướng, lòng nướng, ba chỉ nướng. Cái này hình như là thịt băm nạc nướng hay sao, có cái nem nướng nè. Nướng lá lốt bò, nướng lá lốt thịt, nướng lá lốt chả, cá nướng. Ba mua chị. Xúc xích. Và có loại xúc xích tròn tròn để nướng các bạn.
bên chị chủ quán chị bán. Cái này mình bán theo phần hay theo? Dạ. À. Con rẻ các bạn ạ. À. Nói chung là cái bàn vừa rồi mình mới kéo qua các bạn đó thì mắc nhất là cũng 10.000 thôi. Rất là tuyệt vời. 10.000 là một xô nem kia là cũng bán rẻ. Đây mình thấy vị khách của bên này đến cũng rất là đông. Cung đường ăn vặt ở chợ Hồ Lư. Rồi mình bây giờ mình tiến tới cái quán cháo bò cùng các bạn ha. Mình mục đích đến đây là để review cho bạn cái bún cháo bò. À, chào chị ạ. Chị là em một tô cháo bò nha. Hồi nãy mình nói cháo bò mình bán bao nhiêu một tô vậy? Cháo bò bán 25.000 tô. Dạ, lấy em một tô cháo bò đi. Bây giờ lấy em luôn á. Dạ, giờ là múc cho em luôn. Em thưởng thức tô cháo bò ở thành phố Quy Nhơn nó đặc biệt nào? Em cũng nghe lâu mà em chưa ăn lần nào. Ngồi cái này ra thì mình có cái topping gì cầm kèm theo không chị ạ? Thịt cháo rồi trộn rồi gỏi chua ngọt rồi vậy chứ gì đâu. Dạ. Yeah. Em bình thường hay có bả ấp lỉ rồi gì không? Dạ không, chị múc bình thường nghe thôi. Ấp lỉ em béo lắm rồi. Đây một cái tô của mình đây ha. Đấy, khi cầm mình đang cầm cái máy đây, mình không cầm là được. Đây con hỏi chú cái quán của chú tên quán đường nào đây? 17 Điện Xuân Phong. Để Điện Xuân Phong hả? À, chú có bán này mình bán bao nhiêu lâu rồi chú hả? 30 năm rồi. 30 năm hả? Yeah. Tại vì cháo bò cũng là một cái món đặc trưng nổi tiếng của Quy Nhơn. À. Con nghe lâu rồi cũng chưa ghé lần nào. Yeah. Cháo rồi nói chung rất là quan anh. Yeah. À. Đây là cái số chú đọc lại địa chỉ. 17 Điện Xuân Phong. Điện Xuân Phong. Phường Đông Đa. Phường Đông Đa. À. Các bạn đến cái địa chỉ của Dương, tỉnh Bình Định. Thành phố Dương, Bình Định ha. À, thành phố các bạn ghé quán thì mình đến được xuất cái quán cháo bò ở đây. Mình thấy cũng rất hấp dẫn. Nhìn tô cháo bò này rất hấp dẫn. À, có rau không chú ơi, chú cho con miếng rau đi ha. À, cho chút rau chín chín. Đóng 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 thùng sắt vô mà đỡ. À, anh ạ. Dạ, cũng bà bảo quá ha. Uống nha. Thì bây giờ mình thưởng thức cái tô cháo bò. Đó, thì em, nằm ở cái khu vực này mình đã đi dụ cái địa chỉ vừa rồi đó thì thấy rất thơm các bạn. Đây là tô cháo bò của mình đây. Đây là cái tô cháo bò mình đã gọi ở quán của cô chú đây. Nhìn topping này cô nói là muốn 25.000 đó, một tô 25.000. Còn rất chất lượng. Rất là đậm đà các bạn ạ. À. Cái vị gạo đây nấu không có đỡ nhiều, nó vừa chín tới. Nhưng mà cái hương vị nó cũng rất đậm đà, rất đậm đà, có mùi thơm của bò và không có mùi hăng của bò, tức là không có mùi cái vị bò nó hắc á, nhưng mà có vị thơm của bò. Đây cũng là một cái bí quyết của chủ quán. Thì mình thích ăn rau thêm, nhưng mà nãy mình có nói chủ quán cho mình thích rau thôi. Thích rau nhiều lên. Chú ghè qua chiếc xe cổ. Chú cũng đam mê xe cuộc cổ à? À, xe cổ à? Muốn mua xe cổ à? Thì ở đây có mấy chiếc xe đạp cổ đó các bạn. Lát mình ăn xong mình đi các bạn xem luôn. Ừ.
Chó bò ở ngay chỗ chợ tháp này, mình cảm thấy cảm giác rất là ngon các bạn. Tô chó bò 25.000 nhưng mà trong đó topping cũng rất là nhiều, gồm có sườn, rau, gân, thịt bò, tất cả những topping đều rất chất lượng. Bạn nào có dịp du lịch thành phố Nhơn thì ghé qua khu vực chỗ cái làng ăn uống, cái khu phố ăn uống ngay chỗ chợ tháp này. Rất là ngon và bán ăn rất là rẻ, giá phải chăng. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên một lượt like, subscribe và comment cho mình. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn vào video lần sau.